Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dung. Bây giờ thì đang là 5 giờ sáng của ngày mùng 10 tháng 11 năm 2021. Thế là thú thật là trong cái thời điểm vừa rồi á, chúng tôi cũng có một chút thành tích và cảm thấy cũng là rất là vui. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng trải qua rất là nhiều những cái nguy hiểm. Có một số người thì cũng đã không giữ được mình. Nôm na chia sẻ các bác đôi điều như vậy. Còn tất nhiên có những cái thành tựu mà các bác có thể thấy rằng là thông tin chính thống vừa rồi đang cũng rất là nhiều. Nhưng mà tại sao lại như vậy? Tại sao lại làm được như thế? Thì cách đây có hơn một năm, vào tháng 7 năm 2020, thì tôi có một cái clip tôi rất là tâm đắc. Đó chính là clip mà bí mật thứ triết lý để giúp cho các tổng bí thư đánh bại cái phe Mr. X. Clip này thì cũng đã làm hơn một năm rồi đấy các bác, và ở đó tôi chia sẻ với các bác một cái thứ bí mật, và thực tế chúng ta nên nương theo cái đó, bởi vì cái thứ triết lý này nó vẫn còn nguyên cái thời sự, ngay cả drama hay ngay cả trong vấn đề nội chính, chúng ta chẳng có cách nào khác cả, chúng ta phải theo cái đó thôi. Cái điều rất là vui, bởi vì nhiều bác cứ khích bảo là phải nói nọ nói kia, nhưng mà cũng chia sẻ với các bác rằng là đây chính là cái thứ triết lý mà tôi đang học, và mời các bác nghe lại cái đoạn clip đó. Lúc đó thì tôi mới làm kênh, nói năng thì còn chưa được sói vân vân, thái độ thì chưa ok, thì có gì các bác thông cảm nha. Tôi rất mong muốn để mà chia sẻ lại với các bác cái clip này. Cảm ơn tất cả các bác, mời các bác. Xin chào quý vị và khán giả. Chào mừng các bạn quay trở lại với cái kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Như thường lệ thì lời đầu tiên là tôi chúc sức khỏe của tất cả quý vị và khán giả đang theo dõi kênh này, và nếu có thể các bạn hãy bấm đăng ký để mà cho tôi có cái động lực chia sẻ nhiều hơn về những cái sự kiện, những cái vụ việc mà tiêu biểu ở trong xã hội. Thế thì là như những video lần trước ấy, tôi đã chia sẻ rất là nhiều về những cái tiêu điểm như vụ Hồ Duy Hải hay là vụ bắt bớ nó kia. Tuy nhiên ấy, trong 2 ngày gần đây thì các bạn có thể là nhận thấy rằng là trong chỉ có ngày thứ bảy và ngày thứ sáu thôi mà cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân đã gọi là khởi tố một loạt những cái nhân vật mà chúng ta nghĩ rằng là hầu như không thể động đến. Thế thì cái chủ đề của tôi ấy, chia sẻ cho các bạn ngày hôm nay á, đó là làm cách nào và cái cách thức nào để có thể rằng là cụ Tổng Trọng và những cái người thân cận với mình là có thể làm được cái việc mà tưởng chừng như không thể như thế. Đó. Đầu tiên chúng ta điểm lại những cái nhân vật đã bị khởi tố. Đó. Thứ nhất là ông Vũ Huy Hoàng, nguyên cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương. Đó. Cùng với ông Hoàng thì đã có ông Dũng, Vụ trưởng Vụ Đầu tư Hợp tác. Rồi là bên phía bà Thoa, thứ trưởng chuyên phụ trách cái việc và cổ phần hóa doanh nghiệp đó. Thế thì ngoài cái việc ông Vũ Huy Hoàng ra, mình còn có cả khởi tố thêm cả ông Trương Vĩnh Tuyến đấy, là nguyên là đương kim phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, cùng với một loạt các cán bộ trước đó nữa. Đó là những nhân vật tiêu biểu trong cái đợt vừa rồi mà chúng ta còn gọi rằng là phe của bên phía người đang ở Kiên Giang, người mà ai cũng biết là ai đấy. Thế thì để chia sẻ với các bạn như thế này. Có một số các bạn hỏi rằng là khởi tố thì khởi tố, thích thì khởi tố, ai chẳng biết các ông ấy tham nhũng thì khởi tố. Xin thưa với các bạn là như thế này. Chúng ta thì luôn luôn nói rằng là mong muốn một đất nước nó gọi là công bằng, minh bạch, rồi là mọi thứ nó thượng tôn pháp luật. Đó, một đất nước pháp quyền. Thế tuy nhiên rằng là các bạn lại mong muốn một cái người mà gọi là thích thì khởi tố được ngay. Xin thưa với các bạn, ở những nước tôn trọng pháp quyền này, có những người mà người ta giấu kỹ, người ta bị chuyển đến nỗi mà không thể nào mà động tới được. Những ông trùm mafia thậm chí rằng là họ sống đến 30 40 năm, cả đất nước, cả nghị sĩ, cả tổng thống, tất cả người dân nó đều biết rằng là đấy là cái ông trùm mafia. Tuy nhiên rằng á, để bắt được những người như thế đâu phải dễ đâu ạ. Ở đây ở Việt Nam chúng ta những cái ông đấy nó còn lớn hơn cả những cái ông chủ mafia. Thế
Thế thì những toàn bộ những cái hành vi rồi những cái việc làm sai trái của họ, đâu phải chúng ta cứ phán nó là sai trái được không ạ? Nó phải dựa trên cái việc mà pháp luật. Đấy. Chúng ta có hai cái quy tắc để hành xử để có thể rằng là làm được. Một là quy tắc về về những cái điều lệ, những cái thứ mà khi họ là thành viên ở trong cái đảng đó, thì nó có ràng buộc bởi những cái quy định nó như thế. Đấy. Cái thứ hai là bên phía của pháp luật, đúng không ạ? Bên phía của pháp luật thì là dựa trên những cái thứ như thế, dựa trên những cái sai phạm, những cái chứng cứ, rồi người ta mới có thể đưa ra để mà truy tố tại tòa và có thể là đưa ra những cái phán quyết về hình phạt. Đó, đó là hai cái thứ mà họ sẽ phải là chịu sự chấp nhận. Về phía của đảng thì có thể rằng là một số các nguyên tắc đạo đức, những cái tiêu chí nó có thể chung chung, nhưng cái cách thức kỷ luật thì nó cũng chỉ là kỷ luật giới hạn ở trong những cái phạm vi của đảng thôi. Ví dụ như là cách thức cảnh cáo hay là khiển trách hay là nọ kia. Thì báo cáo với các bạn rằng với những cái người mà người ta chuẩn bị về hưu rồi thì những cái án kỷ luật như thế nó chẳng có vấn đề gì cả. Thậm chí họ biết rằng là cùng lắm là thôi, ta về thôi, ta không có làm nữa, kiểu dạng như vậy đó. Nhưng để truy tố họ ra tòa để mà chỉ rằng đây chính là cái sai phạm và đây chính là cái mà ông đã làm sai mà ông thu lợi bất minh cho mình, thì nó phải có cả một cái quá trình nó điều tra rất là lâu dài. Đấy. Thế thì cái cách thức là thế nào để mà cụ tổng và những cái người thân cận của cụ có thể là lôi nó ra được cái phía ánh sáng, đấy, chỉ rõ ràng thế nào là sai phạm ở đây để mà có thể quy kết tội phạm, thì tôi xin báo cáo với các bạn đó là cả một quá trình dài 15-20 năm. Thế thì cái cách thức nào có phải là tự nhiên cụ tổng như thế đâu ạ? Đấy. Thì tôi chia sẻ với các bạn như thế này. Cách đây khoảng mười mấy năm gì đấy, khi mà tôi vẫn còn bình thường, thì có một người bạn nói với tôi rằng là ông Trọng này như kiểu là bị làm sao á, đấy dạng như thế. Lúc đấy thì rằng là bác Trọng là bác ấy chưa lên cái vị trí ấy trên đâu, đấy. Ngay cả những cái việc bác ấy làm rất là buồn cười khi là chủ tịch của Quốc hội là bỏ phiếu tín nhiệm, đấy. Tất cả đều là tín nhiệm, vấn đề là tín nhiệm ít hay nhiều thôi, không phải bác ấy không muốn làm cái điều khác đâu. Thế nhưng mà cái cơ chế đặc thù của nó là người ta cần một cái lý do để người ta làm. Thì lúc đấy là bác ấy chưa có mạnh, bác ấy chưa có mạnh, đúng không? Thế thì một người bạn đấy bọn tôi mới hỏi một người khác nữa, một người hiểu biết hơn về những vấn đề về nội chính. Thì bạn này đã từng làm việc với bác Trọng và đã có một mối quan hệ nhất định với cả từ cái hồi bác ấy làm gọi là bí thư thành ủy Hà Nội cho đến lúc làm chủ tịch Quốc hội. Thế thì có một cái câu chuyện như này, bác ấy bảo rằng, bạn ấy bảo rằng là có một lần tôi đi, tôi có một buổi chia sẻ, thì bác Trọng bác ấy nói rằng là bác ấy rất thích cái nó gọi là triết lý của nước, triết lý của nước của Lão Tử. Các bạn biết rồi, đấy, nước thì luôn luôn mềm mại uyển chuyển nhưng sức mạnh thì vô địch. Nước có thể làm một quả núi rồi tất cả người bị vỡ mòn và chìm ngập trong mình hết. Nước thì cứ thấy đá thì nó tránh, nó luôn luôn tìm chỗ trũng, chỗ phẳng lặng. Đó là những cái nguyên tắc, không có gọi là ồn ào hay là không có một cái gì đấy đó nó quá hết cả, nó rất bình an. Nhưng nước lại là cái nguồn nuôi sống mọi vạn vật, cho nên cái triết lý trị quốc với trị nước thì là trị quốc với trị dân thì luôn luôn lấy cái triết lý trị nước, triết lý của nước ra để mà làm cái cách. Và thế thì đặc tính của nước là cực kỳ bền bỉ, các bạn đã biết rồi, kiên nhẫn, bền bỉ, uyển chuyển, mềm mại, nhưng sức mạnh thì không hề thua kém ai cả đó. Thế thì các bạn mới thấy rằng là cả cái triết lý đấy của bác dùng ở trong cái triết lý của nước đấy, từ cái hồi là bí thư thành ủy Hà Nội cho đến lúc chủ tịch Quốc hội cho đến cái lúc gọi là tổng bí thư đấy, mà thậm chí là tổng bí thư đợt đầu, đợt hai đó, thì các bạn mới thấy rằng là không phải dễ để mà làm. Còn cái phe đối nghịch của bác ấy thì sao ạ? Các bác có thể nhìn thấy những người đã bị khởi tố, ví dụ như là anh Đinh La Thăng, anh Trần Bắc Hà, anh Trịnh Xuân Thanh, họ cứng như đá ấy. Người Việt mình thì rất thích những cái người kiểu như là anh hùng như thế, anh hùng cái thế như thế, kiểu là cái phong cách giống như kiểu là bọn tôi hay nói đùa rằng là các cô bé xinh xinh cái thời học sinh của mình ấy, là luôn luôn thích những cái anh chàng mà gọi là hơi kiểu như là xã hội, dân xã hội một tí, đấy, phổi bò một tí, kiểu dám đứng lên là lấy
dám đứng lên để mà nói chuyện đấy, để mà phân biệt phải trái đúng sai, dùng cái sức mạnh của mình ra để mà đòi lại công lý. Xin thưa với các bác rằng là những cái người đấy chỉ có thể là những người ra tiền tuyến thôi, và khi họ cho lên họ lên làm những vị trí cao nhất ấy, thì họ phải phán án. Thế cho nên là các bác mới thể thấy rằng là những cái tính cách của những cái người mà đứng đầu chính phủ đã đấy, những cái người đệ của những ông đấy khi bị bắt và khởi tố rồi thì các bác mới thấy những cái câu chuyện nó lộ ra. Họ coi những cái người nhân viên cấp dưới hay là những cái người khác không ra một cái gì, bởi vì họ coi họ là chúa tể, họ coi họ là đại ca, họ coi họ là cái người mà gọi là có thể là chỉ một câu nói thôi có thể là hủy diệt cả một bên dưới đấy. Thì có thể coi họ như những tảng đá rất là vững chắc. Thì bác Trọng nhà mình lại ngược lại, uyển chuyển như nước đấy. Cứ từ từ đấy. Có một câu chuyện nữa thế này để mà các bác biết rằng là khi mà lên tổng bí thư đặt đầu thì có một cái anh muốn vào ủy viên bộ chính trị, thì anh đã đi hết tất cả những cái người khác rồi và người ta đều nhận các bác biết tôi nhận cái này như nào rồi đấy. Thế thì cái uyển chuyển đó là cái gì đấy, khi người ta đến nhà bác tổng á, người ta đến nhà bác tổng á, thì bác cứ nói luôn là chú cứ yên tâm là chú có cái phiếu của anh. Thế cho nên là chú đảm bảo là chú sẽ được vào. Bác nói luôn như thế. Chú đảm bảo là chú sẽ được vào cái chỗ này. Không có sự phản đối của tôi đâu. Đó, yên tâm mà về. Về thì cầm luôn tiền về. Cầm luôn cái này về. Tôi không có nhận vì tôi không có tiêu gì cả. Đấy. Thế nó mới đẳng cấp. Khi biết mình không thể nào mà có thể rằng là đè nén được đối phương, áp chế được đối phương, thì bác ấy chọn cái cách uyển chuyển, cứ chấp nhận tạm ở đấy đã, rồi từ từ ta sẽ xử sau, kiên nhẫn và bình tĩnh đó. Thế thì nhưng nó vẫn có nguyên tắc của nó, bởi vì nước nó phải trong đấy. Cho nên không thể đục được, vẫn đục được đấy. Chỉ có nước còn quặn nó mới đục thôi, mà những nước như thế thì không ăn thua đấy. Thế cho nên là bác ấy vẫn tuyệt đối không có một cái sai phạm nào về cái vấn đề này. Đó, thế để các bác hiểu là như thế nào. Đó. Thế thì chính vì thế người ta không có bắt được một gót chân asin nào của bác. Đấy. Bởi vì làm gì có cái gì đâu để mà bắt. Nhận thì kể cả nhận đến cả một cái công ty nghìn tỷ hay là nhận ở mức độ chỉ một con chuột máy tính thì cũng là nhận cả. Và tốt nhất là thôi không nhận. Hiểu vậy. Thế thì cái sự uyển chuyển, cái sự mềm mại, cái sự tĩnh lặng của nước đó đấy, với cả những cái nhân vật của bác ở xung quanh ấy, các bác có để ý rằng cái vụ khởi tố này có vai trò cực kỳ lớn đấy, của ai? Của anh Lê Minh Chí. Trong khi những cái người khác khi tiếp xúc dân họ nói to, nói lớn lắm, họ nói hoành, nói tráng, anh Lê Minh Chí rất nhẹ nhàng đấy, nhẹ nhàng nhưng mà lại có một cái gọi là cứng rắn ở trong đó, bởi vì mọi cái thứ anh đưa ra đều có căn cứ của pháp luật cả, đều có điều khoản trong đấy cả, và đều có cả chứng cứ nữa đấy, để các bác thấy rằng là anh ấy làm một cách cũng rất là sòng phẳng đấy, nhưng cũng không gọi là đưa mình lên một cái gọi là thật là oai hùng đấy, trong khi phía bên kia thì khác hẳn. Các bác có để ý mà thấy đứng lên đại biểu phát biểu kinh rồi là oai lắm. Đấy, xử lý triệt để mọi thứ kiểu đấy, ví dụ như bác nhìn anh Trương Hòa Bình hay là anh Nguyễn Hòa Bình kiểu vậy đấy. Hay là dịch Covid vừa rồi để mà phía của anh Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, anh ấy làm hết đấy. Mọi người chỉ để ý một cái rằng là trong cái trường hợp mà khi mà bệnh nhân số 17 phát hiện ấy, anh cực kỳ bình tĩnh về tại sao, bởi vì anh là người chỉ huy của cả cái trận đánh đấy, anh ấy không phải là bất ngờ đấy. Bởi vì tất cả mọi thứ nó trong dự tính rồi. Anh còn tính luôn rằng là mình đã chuẩn bị sẵn những cái phương án ở trên bàn này. Cho tới 10-20 nghìn, thì chỉ 100 nghìn người nhiễm. Là anh đã có sẵn những cái phương án rồi. Đó. Giống như ra trận ấy, thì mình phải tập trận trước, tác chiến trước. Để mà khi mà vào trận chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta bị bất ngờ. Đấy. Thì anh đang này cũng thế thôi. Anh chuẩn bị tất cả những phương án, tất cả những cái thứ cần thiết để mà làm. Đấy. Cho nên mà khi mà có cái xảy ra ấy, thì nó cũng trong cái dữ liệu rồi. Nhưng mà anh ấy không bao giờ anh nói to nói lớn cả.
Các bác cứ để ý rằng cái giọng nói mềm mại rồi tất cả là cái phong cách của anh ấy rất là gần gũi, nhưng mà không bao giờ có cái chuyện gọi là đi đến đâu gọi là đầu tàu đến đấy, để tôi nói vui các bạn. Đấy, các bác thấy rằng là nó có những cái thứ mình đừng nghĩ rằng họ không nói, họ không ấy thì mình họ nghĩ là họ không làm. Đấy. Mình có đừng nghĩ rằng là có những cái vụ việc rằng là từ trước đã không xử lý được thì về sau không xử lý được, cứ từ từ, phải có dựa vào pháp luật, phải có dựa vào cái logic, phải có dựa vào chứng cứ để mà xử lý. Đó. Xử lý vụ nhỏ trước, vụ lớn sau, dần dần lôi ra hết. Các bác cứ để ý rằng là từ những cái rất nhỏ thôi, ví dụ ngân hàng thì người ta sẽ từ những cái sai phạm cực kỳ nhỏ bên phía ngân hàng Đại Dương, ngân hàng Ocean Bank, các ngân hàng đã bóc ra một loạt cả những cái doanh nhân làm giàu từ cái việc thu vén cái chính sách, thu lợi chính sách. Rồi là những cái người mà đứng ở vị trí đứng đầu thì người ta phá nát bằng những cái quyết định, những cái chính sách nó như thế nào, hay là những cái nó gọi là đứng trên cả pháp luật, ví dụ như anh Trần Bắc Hà như thế nào, để các bác mới thấy rằng là khủng khiếp. Đấy. Kể cả cái việc Bộ Công an nó bị phá nát đi thì bác ấy vào Đảng ủy, bác ấy làm, thì bây giờ cái quyền lực nó trao lại bên Viện Kiểm sát, Viện Kiểm sát với bên quân đội để có thể điều tra và chuyển lại cho Bộ Công an để Bộ Công an tiếp tục điều tra xử lý những cái việc như thế, nếu mà Bộ trốn tránh cái việc này đó, chứ không phải là chỉ có một cái thứ làm được. Đấy. Cho nên cái việc mà bác ấy đưa anh Lê Minh Trí chuyển từ cái ban nội chính, các bác để ý nhé, anh Lê Minh Trí cộng với cả là một số người khác đó là phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh từ rất là lâu rồi. Đấy. Nhưng bởi vì là dưới những người gọi là bị ép buộc, ví dụ như anh Trần Vĩnh Tuyến hay là một loạt như là ông Tín rồi ông Tất Thành Cang, thì trên của ông Tất Thành Cang là anh là cái ông Phong, Lê Thanh Hải. Đấy. Lê Thanh Hải. Đấy. Thì anh Lê Thanh Hải đấy thì gọi là chủ bên trên nhưng mà chỉ đạo bên dưới làm, cho nên bên dưới là cứ bị bắt trước rồi. Cứ bắt đã, rồi sau đó là sẽ xử lý ông đứng đầu kia. Bởi vì ông ấy chỉ đạo như thế nào đấy thì phải có những cái chứng cứ để đưa ra, chứ không phải là muốn bắt là bắt được, khởi tố là khởi tố được. Thì báo cáo với các bác như thế. Đấy. Thế nên làm phó nó khổ lắm. Nhiều người không thích làm phó đâu. Nhưng phải làm phó thì mới lên trưởng được. Đấy. Thế đây là cái câu mà tôi nghe mấy anh em nói. Làm phó toàn bị dí đi ký ấy, rồi đi làm những cái thứ mà ông trưởng ông ra. Đấy. Thì các bác có thể thấy được rằng là, nhưng mà anh Lê Minh Trí anh ấy không hợp với đội đấy thì anh ấy phải được bác ấy kéo về phía của ban nội chính, rồi sau đó là đẩy vào phía của bên Viện Kiểm sát để mà cải tổ cả cơ quan này, cái cơ quan bị phá nát đấy. Và bây giờ các bác thấy rằng là bao nhiêu vụ từ vụ trước đến vụ giờ các anh ấy làm như thế nào, thì tựu chung lại ấy, những con người nó có một cái tôi gọi là có một cái đẳng cấp và có những cái triết lý riêng của cuộc sống, thì họ sẽ tìm những người có những cái triết lý đó để mà cùng mình đi làm, kiên định kiên nhẫn làm vì một cái tương lai của đất nước. À, thì bác tổng là cái triết lý của nước này, cái triết lý của đạo của nước, bác ấy đã gọi là cuốn trôi tất cả những cái rác rưởi của đất nước, của những con người đã phá hại đất nước, nó bày ra để trả lại một cái dòng chảy trong sạch. Thì đấy là hôm nay tôi bật mí của bác là cái triết lý của nước, cái triết lý của bác Tổng Trọng là như thế nào, và nó vĩ đại ra làm sao, để các bác thấy được rằng là biết nhưng mà làm cũng dễ đó. Không phải là những cái gì mà thật là hoành tráng, thật là sôi nổi trên truyền thông thì mới là cái thứ nó đúng đắn. Đấy. Cho nên đừng để vì cảm xúc chi phối nha các bác, đừng để trở thành những con cừu của truyền thông nha các bác. Đấy. Cảm ơn các bác, video của tôi hôm nay dừng tại đây.